cái khu đó lại về đến nhà. Tôi nghĩ về đến nhà khoảng chừng 10 giờ 11 giờ đêm. Khi ông cụ tôi ông hỏi tôi mày đi đâu về, tại hồi đó ban đêm mà đâu có được đi ra ngoài không. Không ra Ông ngoài cụ được, cậu khó lắm. cái đúng rồi, ông cụ ông hỏi tôi chứ mày đi đâu về, gặp mình con người mình nhỏ, mình khá thật, nó con đi nghe sinh viên nói chuyện, cứ bị cảnh sát bắt. Ủ mà ông quýnh một trận này, cái, cái thời đó ông tôi nói cho bạn già nghe, tôi nghe ra tôi nói cho nghe là ông già tôi cực kỳ phong kiến, cực đúng kỳ rồi cực đoan mà đúng cực rồi kỳ bảo thủ. Cái thời đó là cậu phong kiến ghê lắm. đúng rồi Thôi để tôi nói cái chuyện của tôi trước, là nói chuyện của anh nha. ok Thì mình hai đứa mình cùng một tuổi, thì sau 50 năm sinh năm 2 thì khoảng từ đó, từ thời ông Diệm đạo tiếng ông Diệm mà tới 63. Đúng rồi, 63 là sau ba là tao trách mình được 17 tuổi, rồi được 10 11 11 tuổi tuổi rồi, 11 tuổi là cũng là đại khái là đã biết. Đúng. Chuyện lớn chuyện nhỏ tôi không biết, nhưng đã Đúng biết là cái bộ nhớ nó vẫn còn y đặc rồi. Thì ông già tôi thì ông ở người Quảng Ngãi, quê Kiều Nguyên quán là Quảng Ngãi, ông Quảng Ngãi mà. Thì ông dẫn tôi vào Nam, ông dẫn tôi vào Nam thì tôi không nhớ năm, nhưng mà tôi nhớ là năm 1900 mấy mấy ông lắm chắc nhóc lên đó. Thì năm 1963 thì vướng được cái nhà ở ngay chỗ cái đường bây giờ là Thích Vận Đức, nhưng mà ngày xưa là đó là cái đường Lâm Nguyễn Huệ. Duyệt á. Nguyễn Huệ tức là cái cổng xe lửa số 10 á, nhớ cổng xe lửa Ok. số 10 không? Ok. Mướn được cái nhà đó, nhưng mà ông ấy thì ông người quê ông vào thì ông biết cái quê dân miền Trung, dân Quảng Ngãi đa số sau này mình mới hiểu là đó là cái nôi của cách mạng Đồng Lội, Đúng không, cái nôi của rồi. những người, nôi của những người mà Nghe. khổ, bởi vì cái đất miền Trung nói Từ cho khổ từ nó nào. nói một cách nôm na là rất là khổ, cái nơi Đúng đó là rồi. kêu bằng là chó ăn đá và gà ăn muối, Đúng anh rồi. hiểu không? Thì ra vì cái chỗ đó cái người dân ở đó, nhất là con trai, con gái thì không tính, nhưng con trai học rất là giỏi, học để chi, học để đổi đời, học để mà, nhưng mà vừa học vừa làm cách mạng luôn. Thì mình hồi nhỏ mình đâu có biết. Đúng rồi. Thì ông già tôi là người Quảng Ngãi thì người cùng quê với ông vào, cứ tháng hai tháng gì là bỏ lại ra đi. Thì có một lúc năm tôi nhớ cái năm 63 số 4 vậy đó, nhớ cái năm sau 63 số 4 gì đó, thì cũng có mười mấy người lính, người ở quê vào. Thì ở nhà thì có một đêm đó ông lên ông chửi bới lùm ra gì đó, thì ông đuổi đi nè, ông đuổi đi mấy mấy anh chàng này học rất là giỏi, anh có nghĩa là đi đâu cũng cầm sách tay, người thì học luật, người thì đi học văn khoa, nói chung là tung là rất là giỏi, người rất là giỏi, đi đâu cũng học học ghê lắm. Thì mấy anh chàng đi cũng gom quần gom áo đi thôi, nhưng mà có điều đâu có quần áo gì nhiều, người có một bộ hai bộ là gom đi. Nhưng mà hay lắm nha, đi ra rất đàng hoàng. Anh biết cái cặp táp mà cặp táp da không, cái cặp táp da bò không, cái cặp táp mà da bò á, anh nào thấy có cặp táp bỏ cho bay bò đi ra rất là đàng hoàng nghiêm chỉnh, có nghĩa là áo vẫn bỏ trong thùng. Đó, mà ngày xưa người ta chuộng sơ mi trắng, vô sơ mi trắng với quần tây, mặc dù nó cũ nhưng mà Đúng nó rồi. vẫn là Nó một có người đàng hoàng. bộ. Còn cái bộ cái thời đó ai ra đường mà những người đàng hoàng ai cũng mặc áo sơ mi trắng với quần tây cả đấy. Thì nhưng mà mình cứ nhớ hoài những cái ánh mắt của anh, của mấy anh đó, có là mấy anh bắt nó tức đượm buồn, và nó có một cái gì đó mà nó bâng khuâng, mà nó có một gì đó mình khó diễn tả. Bởi ánh mắt của họ màu đồ nhỏ mà nó có biết con mẹ gì, có nghĩa là cứ tại thì mình những người đi tới và đi lui cả năm gì 2-3 năm trời, thì sau này mình mới biết là mấy anh chàng đó vào Nam để hoạt động, từ ngoài quê vào Nam vừa học vừa hoạt động. Đúng rồi. Cái đó là cái gì chính xác sau này mình biết được, những người đó hoạt động mình không nhớ tên, mình nhớ một cái anh chàng mà sau này mình không ngờ ngỡ không hiểu, tức như là anh nói tin gì đó, anh tin nhân, nhưng mà thôi kệ đi, mình không gì đó rất là nhiều. Cái nhà mình ở ở ở ở ở đường Nguyễn Huệ, nhưng mà mình cũng có một cái nhà ở cái đường Trần Cái Sương nữa. Cái nhà Trần Cái Sương là hồi xưa bà già mình mua, số nhà là 118 trượt 1 đường Trần Cái Sương, ngay đối diện sát bên với gần gần từ cái, trong đó nó có cái chùa gọi là chùa Huê Nghiêm, cách Cái cách nghiêm. cách chùa Huê Nghiêm thì cách có 100 mét thôi, từ Ok. 100 mét. Ở trong đó nó có một người rất là lớn tuổi mà rất là giàu có thời hợp pháp, tất nhiên là ông đó ông tên là Hai Hẳn. Cái ông đó là cái ông cho chuyên môn cho thuê xe xích lô, xích lô đạp, xích lô đạp. Thời Hiểu đó rồi. năm 1900 mấy,
thì cái người miền Trung từ ngoài Trung vào chuyên bông thuê xích lô của ông ấy đi đạt để đạt để kiếm sống qua ngày, nhưng mà hầu như 500-600 chiếc xích lô của ông là toàn dân miền Trung không, nhưng mà sau này mới biết ra là toàn lại đi làm nó giống kiểu như đi làm cách mạng, cho nên là đi anh biết 500-600 chiếc xích lô nó bủa vây từ Sài Gòn chợ lớn gia định chỗ Gò Vấp chỗ nào cũng có mặt xích lô hết, tôi hỏi anh sẽ được thì người ta đi thu lượm tin tức các cái rồi bình thường sinh hoạt bình thường cũng về nấu cơm nấu nước cũng đem vợ đem con vào ở trong cái khu vực đó toàn là người Trung không mà toàn là những người như vậy à. Thì lúc đó mình mới nhận định cái điều này, kiểu này là ông bạn già. Dạ. Cái thời đó là những người trai trẻ đi làm cách mạng đó, họ có cái lý tưởng không? Cái lý đúng tưởng rồi. Chỗ này, lý tưởng của chỗ này. Có nghĩa là đúng thời đó Mỹ bắt đầu đổ bộ vào Việt Nam. Đúng rồi, đúng rồi. Và đem theo rất là nhiều lính Đại Hàn nè, Phi Luật Tân nè. Đúng rồi. Tân Tây Lan nè, rồi Úc Đại Lợi nè, hồi xưa đúng dùng cái từ đó. Đồng minh mà. Đồng minh, đồng minh đi vào. Thì lý bây giờ cái ánh mắt của những người mà trong cái nhà của tôi mà đi ra tôi nhớ hoài tới bây giờ đó là vậy. Cái họ buồn mang mát rồi họ có một cái gì đó mà mình cảm thấy là mình vừa thương mà mình không biết sao, tại vì còn mình cũng nít mà đâu có biết gì đâu, mình không biết gì hết. Thì sau này mới hiểu là những người đó đi vào để làm cách mạng. Thì họ có một cái chủ ý và có lý tưởng nó chuẩn không? Bởi vì họ đi làm cách mạng để chi, để họ mà sau này mình bây giờ mình mới hiểu là họ đi làm cách mạng để mà họ giải phóng đất nước và đi gom về bụng hết. Đúng vậy. Cái đó là cái đó mà cái tiền bạc của mẹ đâu, hồi xưa đi làm cái đâu có làm tiền, có tiền đâu làm mà có tiền. Họ có phải họ phải tự mưu sinh, tự làm, tự sống và họ đi làm cách mạng. Thì những người xích lô đi làm xích lô cũng vậy nữa, có nghĩa đúng là phải tự kiếm sống, tự ba ương trải, tự làm và tự hoạt động. Đó vậy anh thấy rõ ràng. Cái đoạn này cái chủ đề này tôi nói trên live mà ở trên nhà của thằng Bình Dương hồi sáng nhưng mình không hết ý bởi vì cái live nó gần hết rồi, tôi muốn nói chuyện. Bữa nay hai mình bạn già thoải mái tâm sự. Yeah. Đúng không? Đúng rồi. Thì nhưng mà bây giờ á những năm gần đây á có một số người vừa hải ngoại vừa trong nước, ở trong nước gọi là dân chủ cụi, ở ngoài thì tôi gọi là gì, dân lực lượng lực lượng gì ta, tôi bự quên mẹ, phản động không phải bạn phải chống phá, chống phá à? Cho là vậy đi. Đại khái không biết, không biết cái từ chính xác mình không biết, mà thật cho là vậy, đang chống phá Việt Nam và đưa ra những cái mỹ từ nào là giải phóng dân tộc Việt Nam là để gì, đa nguyên đa đảng, thứ nhất là dân tự do dân chủ rồi cái gì ta nhiều lắm, đòi đại khái là coi như làm cách mạng để mà đánh đổi Việt Nam rồi. Thì mình mới hỏi một cái tiêu đề, mình hỏi bây giờ thế Việt Nam làm gì, cần Việt Nam bây giờ làm cái gì phải cần cách mạng. Ngày xưa Việt Nam trong thời chiến tranh bị giặc Mỹ, giặc Pháp, giặc Tây, giặc Nhật tiền kia, giặc Mỹ ông không có làm gì đó. Cả. Không làm không làm gì. Không làm gì. Là còn gì mà còn theo nữa, còn phụ theo mấy ông đó. Đó đó thì người ta mới làm cách mạng, người ta giáo dân tộc. Đúng mà bây giờ đất nước người ta Nam Bắc cùng một mối, Nam Trung Bắc cùng một mối, dân chúng người ta đang hò hởi hạnh phúc và làm ăn thịnh vượng, tất tần tật cái gì cũng tốt đẹp cả. Bây giờ người ta gọi là ăn no mặc đẹp, rồi tự nhiên mắc chó mất mắc chó gì, ông đi ông vô ông đi giải phóng hoặc ông đi ông làm cách mạng, trời. Đúng rồi. Thấy cái lý do gì kỳ vậy trời? Đúng rồi. Tôi thấy nó còn hộ, biết không? Thấy còn hộ, tôi có cái ý tưởng tôi nói lên cái chủ đề này là bởi vì sao? Tôi thấy tôi mới nói cái điều này. Hai ngày xưa tôi đi làm cách mạng thì bây giờ các ông ở đây ông muốn làm cách mạng bắt trước cái vậy bắt trước cho ông cho ok đi, thì cái chủ đích và cái chủ ý ông như thế nào ông nói tôi không có mẹ như vậy. Ngày xưa người ta đi làm cách mạng là bởi ta muốn giải phóng đất nước, bởi trong đất nước nó vẫn còn có những cái mà ngoại bang xâm lấn rồi đúng đó. Ở đây kia thì còn có một cái lý tưởng anh không, bây giờ không có cái mẹ cho trời đụng cái ông đi làm cách mạng, ông làm cách mạng cho ai? Người dân Việt Nam đâu có là kêu, đâu yêu cầu làm cách mạng, bây giờ nước không cần quá, đâu có cần đâu. Sợ bỏ cái cả chục năm nay các ông kêu gọi các ông tranh đấu các ông làm đủ trò có được mẹ đâu, là bởi vì người dân ta đâu cần, ta đậu đủ rồi, ta đã sống rồi. Cái mấy chục năm nữa. Anh nói đến cái chuyện đó là thì bởi vì mình nói là anh em, đặc biệt là các anh em ở trong miền Nam Việt Nam, anh em quân phiệt Việt Nam Cộng Hòa là làm cái chuyện rất là sai. Bao giờ nó cũng ngược chiều,
Cái hồi đó từ năm 1955 đến năm 1975 người ta cần người để tranh đấu. Tranh đấu cái gì anh? Tranh đấu để quốc gia nó độc lập trở lại, để quốc gia nó thống nhất trở lại. Mà cả một cái miền Nam anh, cả một số lượng, một cái lực lượng quân đội khổng lồ đứng hẳn về một phía này chống lại cái dòng chảy của lịch sử. Đấy là thực, mình chỉ kể một thời gian rất là ngắn mà anh em mình sống ở trong Nam, kể từ năm 1955 đến năm 1975, có 20 năm thôi đấy, là cả một cái quân đội ở trong Nam này mình đi ngược lại cái dòng lịch sử ấy. Mình đã không có giúp vào trong đó thôi, mình còn phá hoại, mình như cục đá chặn đường lại cái dòng chảy của lịch sử. Và sau khi mà cái nước Việt Nam nó được độc lập, nó được thống nhất rồi đó, thì một thành phần, những thành phần bên đó nó di chuyển qua bên, đi ra khỏi Việt Nam rồi về đến Mỹ thì ở rất là lâu, ở đi rất nhiều, coi như ở Mỹ là nhiều nhất, thì họ cũng lập lại cái chuyện y chang như vậy, là bây giờ họ đi làm cách mạng. Và lần này cũng như vậy, họ đi ngược lại cái dòng chảy của lịch sử, đi ngược lại cái dòng chảy lịch sử của Việt Nam và đi ngược lại cái dòng chảy lịch sử của đất, ngay trên cái đất nước họ đang sống là đất Mỹ. Tại vì đến bây giờ người Việt Nam, đất nước Việt Nam và đất nước Mỹ là hai quốc gia bạn bè đồng chí với nhau, ngang hàng và bình đẳng với nhau, không hẳn là bang giao không nữa, mà chỉ là ngang hàng và bình đẳng với nhau. Và tập hợp người Việt Nam, Việt Kiều ở mình ngoài này là một tập hợp thiểu số, nhỏ bé, yếu đuối, nhưng mà muốn đứng lại ở giữa dòng cái lịch sử, cản lại cái dòng chảy lịch sử đó. Tức là cái cuộc đời của mấy ông cờ vàng ở bên này là đi làm cái chuyện ngược đời, nghịch chiều, nghịch lý. Mà nó ngược đời từ hồi xưa tới giờ, từ hồi đó tới bây giờ, chứ không phải là mới đây. Bây giờ thì mời kể tiếp một cái chuyện mình như vậy. Có nghĩa là trong cái thời gian năm 1960, 61, 62, 63 thì bắt đầu thì ông Diệm bị hạ sát, bị đấm sát chết. Rồi bắt đầu mới đảo tránh lới, đảo tránh lui, rồi từ ông Tôn Thất Lính, rồi từ ông Khiêm, bao nhiêu người nó bị làm bần lỡ quạt. Thì ở đó năm 1960, 65, 66, 67 thì lúc đó là cái lực lượng mà tôi nói cho anh nghe nãy là cái lực lượng nào là chích lô, là lực lượng từ ngoài quê vào hoạt động rất là mạnh mẽ và tích cực. Và tất cả những cái mà theo này mình hiểu đó, sau này mình biết điều tra tài liệu hoặc là mình hay, thì đó là một cái sức mạnh rất là khủng khiếp ở trong miền Nam. Anh hiểu tôi nói là bảo vệ chỉ còn chờ ngày để mà bục phá thôi. Đó là cái lý do theo tôi cá nhân tôi nghĩ mà là bởi vì ngày giải phóng 34, khi tôi qua lại cái thức phim tư liệu thì cái cờ đầu tiên ngoài cắm liên lập là cái cờ mặt trận giải phóng miền Nam, chứ không phải cái cờ đó. Cái lý do tại sao vậy là bởi vì cái người miền Nam chứ không đâu xa lạ cả, mà nó bị ấp ủ từ những cái giai đoạn mà tôi nói cho anh nghe từ hồi tôi còn nhỏ 10 tuổi á, có nghĩa là những thành phần đó mà vào Nam để mà đi làm cách mạng đấy đó, họ có một cái lý tưởng rất là rõ ràng. Đúng rồi, nó có một cái lý tưởng rất là rõ ràng, nó phân biệt là bởi vì đất nước mình bắt đầu từ giờ đây, người khi người ta nói là bắt đầu có quân Việt nè, rồi có ngoại bang nè, có rất là nhiều thế lực ở ngoài nước đổ vào nè, đang sâu xé đất nước mình, rồi chia lại đồng đô la ngự trị, rồi tất cả tất tần tật sâu xé đất nước mình. Anh hiểu không? Thì người ta có cái lý tưởng để người ta đi làm cách mạng. Đó là chuyện đương nhiên, thấy không? Nhưng tôi hỏi mấy ông bây giờ nè, ông quậy, ông phá, ông làm đủ rồi thì ông lấy cái tiêu chí gì? Ông lấy cái tiêu chí gì của cái đất nước Việt Nam mà để ông đi làm cách mạng? Đúng là rồi. Bởi vì sao? Bởi vì đất nước Việt Nam ngay thời điểm này ba miền Nam Trung Bắc đã hợp nhất và đã là một thống nhất gian sang dài dặn, và đã được ngồi lên Liên Hiệp Ghế Liên Hiệp Quốc làm chủ tịch. Nói chung là tất tần tật những cái mà tốt đẹp của Việt Nam hiện giờ đã công nhận rồi. Cái chuyện đó là coi như là đất nước Việt Nam công nhận rồi. Không có một cái gì gọi là để một cái lý do để mà anh nhào tới để anh đòi, để anh đòi là anh làm cách mạng cả. Là bởi vì đất nước Việt Nam không có ngoại bang, bây giờ không có ngoại bang, không chiến tranh, không có một người nước ngoài nào vào để làm loạn cả, không tất tần tật là không, là người dân bây giờ đang ấm no nè, ăn ngon mặc đẹp hạnh phúc nè, rồi nói chung tất tần tật ngoại giao ban giao tin tất các nước thì cường quốc thế giới, và có gì khoa học kỹ thuật đang tiến triển nè, đó nó có những cái mà tốt đẹp. Thì tôi hỏi các ông lấy cái gì để mà ông sang vào đất nước Việt Nam để ông làm cách mạng? Bởi vì tôi mới nói cái điều thằng để tôi đừng cắt lời, để tôi nói cái câu này nó là ghê nữa, mà đạo cái người làm cách mạng của ngày xưa
mặc dù ngày xưa nó không có internet không có gì cả, nhưng mà người ta âm thầm, người ta làm, người ta không có khai khoáng. Anh thấy không, đây cũng dẫn trước buổi sáng nhớ cái địa đạo của Chi không, địa đạo của đủ cái nó sát bên thành phố, trong khi đó ở trên mặt đất đó nó quýt nhau y xèo mà không ai biết cái dưới đất đủ là cái địa đạo của họ. Người ta làm là ta làm cách mạng, ta làm như vậy đó. Còn bây giờ tụi nó làm cách mạng vui lắm, cách mạng lên Facebook là đù nó chưa nói chứ đã gõ mỏ rung chuông trên Facebook vậy mà lắc lắc cười quá mà rất buồn. Bởi vì hai cái lý tưởng nó khác biệt nhau hoàn toàn. Anh hiểu tôi nói nghĩa là nó không có mục đích nè, nó không có lý tưởng nè, và nó không có mục tiêu nè. Vậy tôi hỏi giải phóng làm gì, hoặc là lật đổ gì, lấy cái gì lật đổ? Anh vừa nói đến cái chuyện là cái mục tiêu đó anh, thì nó chẳng là vậy nè anh ạ. Anh cứ nhìn những cái lực lượng tranh đấu của Việt Nam mình, của người Việt kiều mình ở đất Mỹ này, từ năm 1980, bây giờ mình có nói khởi đầu từ năm 1980 ở đây đi, mình cứ căn cứ vào cái hoạt động của họ ở Cali này, từ năm 1980 tới bây giờ, hồi đó nói sao bây giờ lặp lại y chang như vậy, không có gì thay đổi cả. Tức là không có tiến bộ được cái gì cả, nó cứ chỉ lặp lại, cứ lặp đi lặp lại một điều thôi. Và gần đấy nhất là cái ông chủ tịch của cái đảng Việt Tân thì ông có bảo lên là mục đích của ông là bây giờ, cái mục đích đấu tranh của ông là bây giờ ông mang lại cái lá cờ vàng ba sọc đỏ về, ông trời ơi, ông treo lại ở Việt Nam, ông nói chuyện là như cho mấy đứa nít nó nghe, là tại vì bây giờ nó không có nghĩ ra được cái chuyện gì rồi, nó chỉ lặp đi lặp lại có bao nhiêu đó thôi. Anh để ý là những cách cư xử của họ, những cách suy nghĩ của họ ở đây nè, những người Việt Nam ở đây là nó không có thay đổi được anh, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, cũng bao nhiêu đó khuôn mặt, cũng bao nhiêu đó quần áo anh, cũng bao nhiêu đó mình kêu là nón gù mũ gậy, cũng bao nhiêu đó lời nói, cũng bao nhiêu cái kiểu chào, cũng bao nhiêu cái sự lập luận, nó không có gì thay đổi cả. Ngày xưa đó, ở trong cái như ở mình đó, như mình ở rất tỉnh gia đình đó, thì mỗi hồi đó nó có một hồi này, mình còn nhỏ thôi, mình có cái ấp chiến lược, hồi đó mình kêu là tỉnh rồi đến quận nè, rồi đến xã rồi đến ấp. Thì hồi đó mỗi cục ấp mình là mình kêu được ấp chiến lược. Hồi đó cái ấp của tôi ở đó, mà ở ngay Thị Nghè đó nhá, ngay cái chợ Thị Nghè của mình á, mình kêu được ấp chiến lược số 6. Tức là trong ấp nó có ông trưởng ấp, ông trưởng ấp này, rồi ông lấy anh nhớ ông liên gia trưởng, rồi ông có ông liên gia trưởng đấy, đại khái vậy đó. Thì là bây giờ những anh em mình hoạt động bây giờ ở ngoài này, những hội đoàn của mình hoạt động ngoài này cũng lặp đi lặp lại những cái lời ngày xưa mình nói vậy, tức là 40, tức là 70 năm không có cái gì thay đổi cả. Mình mới thấy là tội nghiệp của người Việt Nam. Và tại vì thế này là ngay bây giờ này, ngày nào mình còn trưng cái lá cờ vàng lên, ngày nào mình còn kéo cái lá cờ vàng lên, ngày nào mình còn dựng lại cái lá cờ vàng ở ngay cái trên mình đất mình đang sống, tức là mình đang sống ở trong một cái ảo giác. Tại sao vậy? Tại vì cái lá cờ nó không có còn được sử dụng ở bất cứ chỗ nào rồi, ngoại trừ có mấy ông Việt Nam này thôi. Tức là mình sống ở trong một cái ảo giác ấy. Mình sống ở trong một cái không gian mà nó không có thực tế. Tại vì mình sống ở trong một không gian không thực tế thì từ một cái chuyện là nó không có dính líu gì đến bất cứ một ai cả. Ngày hôm qua đưa anh thưa anh mình anh nhắc lại cái chuyện Việt Nam mà những người từ ngoài Quảng Trị, Quảng Nam đi vô Sài Gòn đi hoạt động, thì đây là cái Sài Gòn của mình đó anh, cái thủ đô của mình, không phải tất cả mọi người từ ở mọi nơi đổ về Sài Gòn để đi làm hoạt động ở trong Nam mình. Anh bước ra ở Sài Gòn còn là sinh viên đây, mà những người là ở như là Bến Tre này, Kiến Hòa này, Mỏ Cày á, là những người đó mà ở Sài Gòn đó là mấy đại ca đó là xếp sòng mặt trận những người là toàn những người đi hoạt động đấy. Rồi thì bởi vậy tôi mới nói với ông cái điều này là có nghĩa là vậy. Cái đó thì tôi không có rành thành, nhưng mà cái miền Trung á thì bởi vì tôi bị ảnh hưởng, anh hiểu không? Thầy bà con con cháu giới thiệu vô cái nhà tôi giống y chang như cái tạm kia bằng bây giờ nó gọi là cái gì ta, gọi là giao liên đó. Giao liên vậy, nhưng mà ông già tôi như vậy không tôi phải chắc, nhưng mà ông phải, nhưng mà chắc là ông già tôi ông sợ lắm mà sao đúng. Chắc ông sợ lắm vì chỗ đó là ra ông mới chửi rủa ông nói sao tôi vô nhiều quá hay sao đó, đại khái là vậy biết không. Nhưng mà cái đó mà là trực tiếp qua tôi, bởi tôi chứng kiến, tôi mình thấy tội quá về các anh mà tội quá vì đó mình mới chứng kiến đó. Thì tôi nói cho anh nghe cái điều đó,
mình hiểu và tất cả mình mới nói một cái điều này, sau này mới hiểu là cái lúc mà sớm của chúng mình á, anh biết cái đường Trần Kế Sương là cái chỗ nó có một cái, có một cái ông hay hẳn đâu, tôi nãy tôi nói ông giàu lắm, ông giàu từ hồi Tây tới bây giờ, là ông mời ông cho ông đóng cất nhà phố cho thuê của Tây luôn mà, ông năm bốn năm trăm chiếc xe đạp, chiếc xe xích lô rồi. Nhưng mà ông đi cho thuê, không biết là ông đó chắc tôi nghĩ là cũng là chị cộng quá, tại vì ông cho thuê một toàn là người trốn không, mà ai vào việc Sài Gòn là cái đi kiếm ông, ai rồi quê mà vô Sài Gòn là vô kiếm ông để ông cho xe để mà đi chạy kiếm sống. À, thì sau này mình mới hiểu là tất cả những người mà đi xích lô là toàn là gì cộng không á cha ơi, mà nó đi rồi nó rải vậy, anh nghĩ còn 500 chiếc xích lô mà nó rải vậy từ Sài Gòn là Gia Định là Chợ Lớn là Gò Vấp là nói chung là ở đâu cũng có mặt xích lô, thời đó là thời xích lô mà. Lúc đó là xe ngựa tàn rồi, xe ngựa sắp sửa tàn rồi, xe ngựa là chỉ gần chết hết rồi, lâu lâu mới có chiếc thôi cho mình được, còn đa số đâu cũng là xích lô, từ chợ Bà Chiểu, từ Đa Cao, nói chung là đâu tất tần tật là đi xích lô. Thì làm sao mà ông không có được, nó bủa dây, hình như cái người xích lô nó bủa dây toàn thành phố luôn, đâu biết lô. Mà hầu như ngày xưa anh cũng biết là cái tụi mà có một kiểu nhà an ninh mà cảnh sát áo trắng, cảnh sát chìm này kia cũng biết là giết xích lô là dây cẩu nữa, nhưng mà không làm sao ngăn nổi. Thấy không? Nó biết chứ, nhưng mà 100 thằng xích lô thì 100% đó là dây cẩu 400 mà bắt không được. Bởi vì sao? Nó có căn cước mà, nó có căn cước giả, nhưng mà nó cũng nó làm bởi vì hối lộ đó, cho nên vì nó làm là căn cước giả rất là nhiều. Nói chung là tất tần tật đều giả cả từ vào đó, nhưng mà không ai bắt được, là bởi vì khi mỗi lần hỏi anh tới lại đó, nó cũng đưa giấy tờ ra cũng hợp pháp mà lấy lý do đâu bắt đâu quá. Bởi vì anh biết không? Khổ vậy. Khi anh nói chuyện khi những người Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi vào. Ở ngay ngã tư Bì Hiền anh có sóng dẹp. Đúng rồi, biết sớm đó. Anh biết có sóng dẹp. Tôi có người bạn ở trong đó. Người Bắc. Nhiều lắm. Người đó là người Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Quảng Nam, Quảng Ngãi. Có người Bắc luôn. Cái gì đó, cái sóng dẹp. Ngay ngã tư Bì Hiền đó. Tôi có đến cái sóng dẹp đó tôi chơi. Ngồi quảng trường tôi có người bạn ở đó. Nó mãi sau này. Hết chiến tranh rồi mình qua bên này mình gặp lại. Anh mới kể lại xóm đó, không mà anh nói là cái xóm đó toàn là viên cộng. Thấy cái xóm nào có cái nhà đó người ta bảo, mà có bao giờ ta cái xóm biết gì đâu, không ai biết không gì phải, không đến khi sau này hết chiến tranh rồi mình qua bên này mình gặp anh này, bây giờ anh vẫn còn sống ở nhà bên Hữu Sơn. Anh ngồi kể ông ngồi anh cũng sợ ông biết cái xóm túi làm sao nó không, mình có đến nhà anh chơi một lần, anh có cái sự gì xóm toàn là Việt cộng mà. Thế tại vì vậy đây, tại vì vậy thành thử ra đến này cái tháng này, tháng tư này, cái tháng mà cái chiến tranh nó chấm dứt, tại vì vậy đó mình có quá nhiều người nằm ở trong Sài Gòn và nằm trong ở ngoài đường phố đã chớ rồi, nằm trong chính quyền nữa. Đúng rồi. Thành thử ra đấy, anh có thể tưởng tượng được là đến cuối cùng là ông tư lệnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa là ông chuẩn tướng Nguyễn Ngọc và Nguyễn Học Nguyễn Ngọc Hạnh đó, ông chuẩn tướng đấy tức là ông Nguyễn Hữu Hạnh. Nguyễn Hữu Hạnh là ông tư lệnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng, ông người của mặt trận, ông tư lệnh cảnh sát của Việt Nam, ông luật sư quên mất Triệu Quang Lê Quang Triệu mình quên mất rồi, tư lệnh cảnh sát quốc gia mình quên mất. Ở đây có một cái ông là tên là thượng ông mà tung tướng gì à? Ông biệt có biệt danh là mật danh là Hai Long, thì ông này ông cũng là nằm ở trong cái bộ sậu của người Việt Nam luôn. Ông Hai Long là cái ông trung tướng tình báo gì đó, đúng rồi là ông hay thì hỏi ông tướng tình báo đúng thì, rồi hỏi thì năm, hỏi anh rất là nhớ rất nhiều đúng. Cái lý do tại sao là như vậy, cái lý do tại sao là bởi vì họ có lý tưởng. Tôi nhắc lại cái câu đó ngoài, bởi vì họ có cái lý tưởng và cái mục đích họ làm, họ có nó có lý tưởng, nó có cái mục đích. Yeah. Là bởi vì tôi nhắc đi rồi nãy rồi đó, là bởi vì trong thời gian đó Việt Nam mình là chia năm xẻ bảy ở đây, là bởi vì nó chia đôi đất nước là thứ nhất, cái thứ hai là đã có quân đồng minh của Mỹ vào. Đúng rồi. Cho nên vì chỗ đó ở trong miền Nam này,
cả một cái vấn đề nhiều phức tạp. Và mình chỉ mến một cái điều, mình chỉ nói một cái điều này, người mà làm tình báo hoặc là những người mà đi theo kháng chiến hoặc làm bậc vụ gì đó, tôi không biết, giống như Mao Zedong đó, thì họ mong muốn rằng vậy thôi, vậy không, tức là kết hợp cái là giải phóng được miền Nam và miền Bắc và để hợp nhất với nhau, đó là lời ước nguyện của mọi người mà phía bên kia chiến tuyến đối với mình, giống như vậy thôi. Nhưng mà hồi đó mình nhỏ rồi, nó không hiểu, sau này mình mới hiểu được cái điều là những cái ước muốn rất ư là đơn giản, nhưng mà họ cố tình họ bắt buộc họ mới làm được. Và cái điều đó cho đến ngày hôm nay đất nước mình thống nhất, anh hiểu không? Mình chỉ quý họ những cái điều là họ đạt được cái mục đích của họ hy sinh đấy. Bởi vậy đây tôi nói nghe là những cái người với tôi, riêng cái phần tôi đó, thì mình đã qua cái cuộc chinh chiến này, bây giờ mình quay lại cái mùa này là cái mùa giúp chinh chiến, cái mùa thống nhất, cho mình mới quay lại mình nhìn lại đó. Riêng với tôi đấy, thì những người bộ đội mà đi bộ từ ngoài Bắc vô trong Nam mà đi chinh chiến, nó sẽ cái chuyện nói chuyện của họ với tôi. Nhưng mà tôi cái lòng cảm phục duy nhất mà nhiều nhất của tôi đó, là những người ở trong Nam mà bỏ vào trong bưng đó, là những người đó là họ chịu sự hy sinh là nhiều kinh khủng. Là tại vì thế này này, tại vì mình có những người bạn của mình mà họ học chung với mình, rồi sau đó họ bỏ vô bưng, thì mình mới hiểu là cái sự hy sinh của họ rất là cao. Tại vì họ có sự chọn lựa anh à. Một đó là họ ở lại trong thành như tôi, học hành rồi đi vô trong quân đội, rồi làm trung úy, thiếu úy đấy. Nhưng mà không, họ lựa chọn họ bỏ vào trong bưng. Mà thực sự rằng bạn bè tôi có chứ không phải không. Tôi có những người bạn là sau này mình biết không, cũng bỏ vô bưng từ năm đệ tứ rồi. Đến năm đệ tứ cũng có người bỏ vô, tức là năm 1968 Mậu Thân là đã có người bỏ vào trong bưng rồi. Là lúc đó là mình có, anh biết năm Mậu Thân là năm 68, anh mình chỉ có 16 tuổi thôi, là bạn của tôi trong lớp của tôi đã có người bỏ trong bưng rồi. 69 cũng có tiếp tục người bỏ trong bưng. Năm tôi 17, 18 tuổi, mỗi lần gặp lại anh em bạn bè lại là hỏi nó bị không thấy đâu. Nó thì thầm, nó nói chuyện với nhau thì thầm, nó bỏ đi vô bưng. Thì thế này là những người trong đó, những người mà bỏ trong bưng với tôi đó, là tôi có một cái sự kính trọng là tuyệt đối. Là tại vì sao? Họ phải cái lý tưởng, có cái chọn lựa. Và thưa anh biết đấy này, để mình biết một điều thế này nè, cái người lính ngoài Bắc nó vào á, thì nếu mà họ bị bắt anh, họ có một cái quy chế đối xử khác, là tại vì họ là tù binh chiến tranh. Còn những người mà ở trong Nam này mà mang cái giấy tờ trong Nam mà bỏ vào trong bưng mà đi theo cách mạng đây, khi mà họ bị bắt đó, họ chịu những cái sự trừng phạt rất là tàn nhẫn. Và những cái điều đó không phải là tôi chịu nói miệng thôi, mà tôi đã nhìn thấy như vậy rồi. Thì ở đây cũng có phim cái sự hận thù rồi. Đấy, cái sự hận thù của cái trừng phạt mà chính quyền trong Nam mà dành cho những người ở trong Nam mà đi vào trong bưng để chống lại họ đó, là tại vì họ bảo là đấy là những thành phần phản loạn ấy. Họ kêu là phiến quân. Hồi đó, hồi đời ông Ngô Đình Diệm, tôi còn nhớ mà ông ấy kêu là bọn phiến loạn, tức là những người phản bội ấy. Và đến bây giờ này, đến bây giờ là ngay ở cái phố Bô Sa này, họ vẫn còn xài cái danh từ đó, những người phản bội, những cái ông của quân phiệt mặc quần áo lĩnh vô, đeo nón, đeo mũ vô là đi tiêu diệt Việt Cộng nằm vùng, đại khái như vậy đấy. Tức là đến bây giờ họ vẫn còn lặp lại những cái lời nói. Thì mình hiểu là đối riêng với phần của tôi, riêng cái phần của tôi mà nó được lớn lên trong cái chiến tranh, thế là tôi nghĩ là tôi cái sự cảm phục tôi dành cho tôi, nhưng với những người ở trong Nam mà bỏ trong bưng, những người mà anh vừa nhắc á, tức là từ ngoài Trung bỏ trong Nam đi đạp xích lô, đi làm cái nghề rất là cực khổ để mà bươn chải để sinh sống và đi làm cách mạng, những người đó là mình đấy. Chẳng hạn như mình đấy ở Sài Gòn, mình có chuyện ông Nguyễn Văn Trỗi, thì cũng đại khái là ở trong cái trường hợp đó đây, ở ngoài Trung đi vô trong này, đi bươn chải, đi học nghề, rồi đi làm, rồi đi làm cách mạng. Họ đi làm cách mạng anh, họ đâu có gì đâu anh. Đầu tiên là họ phải làm, có cái việc làm để họ nuôi thân của họ, nuôi gia đình của họ. Nhưng mà đó là cái chuyện phụ, chuyện chính của họ là làm cái việc này, làm cái việc kia, ở trong cái guồng máy. Để làm cái gì anh? Để đuổi cái người lính ngoại xâm ra khỏi cái nước Việt Nam và để cái nước Việt Nam thống nhất.